Một địa điểm phức tạp về ma túy tồn tại trong suốt một thời gian dài, nằm ngay ở trung tâm thành phố Đà Nẵng vừa bị công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng tập trung triệt xóa. Lợi dụng địa bàn đông đúc chật hẹp lại có quan hệ họ hàng mật thiết với nhau, số đối tượng mua ma túy trong kiệt 572 ông Ích Kim, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu đã rất tinh vi và thủ đoạn nhằm giúp nhau qua mắt cơ quan công an. Trước sự nhức nhối về tình hình mua bán ma túy tại kiệt 572 ông Ích Kim, Công an quận Hải Châu đã xác lập chuyên án phối hợp với Viện Kiểm sát để kịp thời có phương án chặt đứt vòi bạch tuộc của tụ điểm này. Hơn 70 cán bộ chiến sĩ của Công an quận được huy động, chia nhiều tổ công tác tấn công trực diện vào ổ ma túy. Đúng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3, tất cả cán bộ chiến sĩ của Công an quận chặn đứng mọi ngõ đường vào kiệt 572 và đột kích vào ngôi nhà K572/140 ông Ích Kim trong sự chống trả quyết liệt của các đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, đây là cửa sau của ngôi nhà có địa chỉ là 572/140 ông Ích Khiêm. Với cái diện tích chỉ 0,5m² thì nơi đây đã diễn ra những cuộc giao dịch ma túy chóng vánh. Tiền sẽ được đưa vào và ma túy sẽ được chuyển ra. Và cứ thế, cái địa điểm này đã trở thành một tụ điểm gây phức tạp về an ninh trật tự. Và phải rất khó khăn thì lực lượng công an quận Hải Châu mới có thể đột kích vào ở trong khu vực này. Tại ngôi nhà do Trần Thị Thanh, 60 tuổi làm chủ, cầm đầu việc mua bán trái phép chất ma túy, các trinh sát phát hiện số đối tượng đầu nậu có liên quan đắc lực gồm Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 41 tuổi, Huỳnh Tấn Lực, 52 tuổi và Mai Thị Nở, 47 tuổi. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 100 tép heroin đã được phân chia thành nhiều gói nhỏ và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Đến 16 giờ cùng ngày, việc khám xét cơ bản được hoàn thành và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Cái khó khăn lớn nhất là các đối tượng này nó ở trong một cái khu vực kiệt hẻm, nó rất nhỏ. Có quan hệ họ hàng với nhau và có phân công vai trò cụ thể, như là các đối tượng sẽ có người cảnh giới phía ngoài khi mà lực lượng cơ quan công an xuất hiện, hoặc là có cái lực lượng nào mà đối tượng nghi ngờ là lực lượng công an thì sẽ thông báo vào cho bên trong tạm dừng các hoạt động liên quan đến mua bán ma túy. Khi bắt đối tượng chúng tôi cũng rất cẩn thận, vì nếu như mình khi bắt mà nó không cẩn thận, nó không đạt được yêu cầu thì nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng nó đến những người xung quanh. Sự âm ỉ, dai dẳng của tụ điểm ma túy này đã khiến cán bộ chiến sĩ công an quận Hải Châu hạ quyết tâm triệt xóa đến cùng. Chính sự ăn khớp nhịp nhàng giữa các đội nghiệp vụ, công an phường lân cận và sự phối hợp kịp thời với cơ quan tố tụng đã tạo nên thành công của chuyên án và được người dân địa phương đặc biệt hoan nghênh. Tội phạm ma túy là tội phạm nguồn mà. Đó. Tất cả mọi cái gì là cũng từ ma túy ra, thì tới trộm cắp, rồi cướp giật, rồi giết người, cướp của vân vân là cũng từ là tội phạm ma túy ra. Thần như vậy cũng mong là các đồng chí trong thời gian tới đến thì tiếp tục phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình vì sự bình yên của người dân. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh và 4 đối tượng liên quan trực tiếp, đồng thời mở rộng truy xét bắt giữ các đối tượng có liên quan đang lẩn trốn.